Vâng, chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với kênh Bonsai TV. Hôm nay đoàn chúng tôi đến thăm nhà vườn của anh Thành, biệt danh là anh Thành Ná Cọ, quý vị ở Phủ Lý, Hòa Lam, chia sẻ cùng quý vị và các bạn một cái vườn cây trên thượng tầng 4 này quý vị. Rất là nhiều cây như này. Trời lắng đang giữa trưa nhưng mà anh em đến ngắm cây khá là đông. Một không gian tuy nhỏ nhưng mà anh sắp xếp rất là nhiều cây ngăn nắp như thế này. Cái tác phẩm mè này rất là đẹp. Cháy mấy quả hai bên ngoài này có hiện tượng cháy. Tác phẩm giấy rất là nghệ thuật. Giới thiệu với quý vị và các bạn này, bác Thành chủ nhà này, bác Thành à, bác chào khán giả đấy nhỉ? Chào mọi người nhé. Vâng, đây là bác Thành, biệt danh là bác Thành Vấn Lá Cọ. Lá Cọ, vâng. Hôm nay kênh Bonsai TV đến chia sẻ vườn cây của anh Thành tới toàn thể bà con yêu cây trên cả nước nhé. Một khu vườn trên cao với diện tích rất là hạn hẹp nhưng mà anh em bố trí rất là nhiều cây, những tác phẩm rất là mịn màng quý vị. Anh em đang ngắm cây giữa trưa nắng này quý vị ạ. Cái tình yêu cây cối mà, đam mê. Đây là tác phẩm Giang Huyền này. Là tác phẩm Linh Sam quý vị. À không phải, Sam Núi quý vị. Xin lỗi quý vị, Sam Núi. Rất là mịn. Đặc biệt thì đây là những cái phổi đang chăn nuôi này. Vậy đấy, rất là đẹp. Tác phẩm Sam Núi tuyệt vời này. Như trái quý vị. Tác phẩm Tùng. Anh Thành, anh cho em xin cái số điện thoại của anh được không ạ? Đấy là 0912 0912 078 078 166 166. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đây là số điện thoại của anh Thành nhé. Quý vị và các bạn ngắm qua những cuốn video tôi gửi đến quý vị và các bạn, yêu thích cây nào thì cứ alo cho anh Thành nhé. Hoặc là qua Phủ Lý, Hà Lam thì quý vị cứ điện thoại cho anh Thành để về với gia đình uống nước ngắm cây.
Một lần nữa tôi chia sẻ toàn cảnh khu vườn của trên cao của anh nhé. Rất là nhiều tác phẩm mịn rồi quý vị. Vâng, trong cái điều kiện thời tiết rất là nắng như này, tôi cũng chỉ quay được tương đối để gửi đến quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị ở những cái cuốn video tiếp theo. Xin chào, chúc mọi người một buổi chiều vui vẻ, hạnh phúc. Xin chào thân ái.